Mặc dù trời nắng như đổ lửa, nhưng nhiều người lao động tại thủ đô vẫn phải mưu sinh ngoài trời. Theo ghi nhận của phóng viên báo Sức khỏe và Đời sống, nhiều shipper tranh thủ chập mắt dưới gầm cầu đường vành đai 3 trên cao vào thời điểm 12:30 trưa nay 12 tháng 7. Ra đường kiểu 50 độ C ấy, cháy người ở nơi rồi. Thật sự ấy, bây giờ chạy vào đường nắng quá thì mình sẽ tạt bóng râm, mình nghỉ tạm là người nó phải khỏe lại mình đi thôi. Chứ bây giờ đi suốt ngoài đường thì không thể chịu được cái thời tiết này. Em ngồi từ 9 giờ sáng đến bây giờ anh ạ, giờ là 1 giờ. Sáng thì gốc cây nó nắng, đến chiều thì mặt trời lên thì chỗ này nó lại nắng quá anh ạ. Giữa trời nắng gắt, những người làm nghề lao động tự do vẫn nhọc nhằn rong ruổi qua từng con phố trên những chiếc xe đạp. Dự báo từ ngày 14 tháng 7, nắng nóng có khả năng dịu dần ở Bắc Bộ và Thanh Hóa. Ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên, từ ngày 15 tháng 7, nắng nóng giảm dần.